Thưa quý vị và các bạn, Sapa chưa bước vào những ngày rét đậm rét hại, tuy nhiên nhiệt độ ban đêm giảm sâu nên có sự chênh lệch rõ so với ban ngày. Để chủ động giữ ấm phòng chống rét cho người bệnh, Bệnh viện Đa khoa thị xã cũng đã triển khai nhiều giải pháp, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân khi thời tiết diễn biến bất lợi. Mới vào mùa đông, song lượng bệnh nhi nhập viện do viêm đường hô hấp, tiêu hóa, dị ứng đã đông hơn bình thường. Trung bình mỗi ngày, khoa nhi Bệnh viện Đa khoa thị xã chăm sóc điều trị nội trú cho khoảng 50 đến 60 bệnh nhân. Ngoài đảm bảo cơ số thuốc, dịch truyền thì việc giữ ấm cho trẻ cũng được đặc biệt quan tâm. Con em bị viêm phổi và điều trị được 5 ngày rồi. Vào đây thì cháu được quan tâm, chăm sóc chu đáo. Ban ngày thì không lạnh lắm, nhưng đêm thì rét. Nhưng phòng bệnh thì kín gió, chăn ấm, đệm êm, không bị lạnh, bệnh con cũng nhanh khỏi. Với trẻ nhỏ thì đã bị viêm phổi, mắc viêm phổi và viêm đường hô hấp rồi thì mà bị nhiễm lạnh nữa thì bệnh sẽ nặng thêm và lâu khỏi. Chúng tôi cũng rất là quan tâm đến giữ ấm và mỗi phòng thì cũng đã được trang bị 1 đến 2 lò sưởi để đảm bảo giữ ấm cho các cháu. Ngay từ đầu mùa đông, bệnh viện đã rà soát mua sắm thêm chăn, đệm, bảo dưỡng hệ thống điều hòa, quạt sưởi, đảm bảo các phòng bệnh đều kín gió, có quạt sưởi và mỗi người bệnh nằm nội trú được mượn từ 2 đến 3 chăn ấm. Nhận được cái cơ số chăn để phục vụ cho mùa đông, khoa chống nhiễm khuẩn của chúng tôi cũng đã giặt sạch sẽ để cung cấp cho bệnh nhân những ngày đông giá rét. Không chỉ đảm bảo giữ ấm trong phòng bệnh, các sảnh chờ của bệnh viện cũng đã được trang bị hệ thống lò sưởi bằng ga, quạt sưởi dầu. Bệnh viện cũng đã triển khai tủ đồ không đồng, tặng quần áo ấm, giày dép cho bệnh nhân nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ngay từ khi mà bắt đầu giao mùa, thì ban giám đốc cũng chỉ đạo tới lại các khoa phòng trong bệnh viện. Thứ nhất là xem xét lại những cái cơ sở vật chất, ví dụ như là những cái phòng bệnh nhân ấm về mùa đông, tăng cường thêm nước ấm, có thể là nước gừng hoặc nước quế để cho bệnh nhân uống, phục vụ tốt nhất cho bệnh nhân đến khám bệnh. Chủ động trước thời tiết khắc nghiệt của mùa đông Sapa, bệnh viện cũng đã thành lập các tổ cấp cứu lưu động, sẵn sàng cơ số thuốc, trang thiết bị để thực hiện cấp cứu ngoại viện, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao kiến thức về cách giữ ấm và đảm bảo dinh dưỡng cho người bệnh để phòng chống bệnh tật.